cho bạn thời án quang dự đây. Trong video này thì dự hướng dẫn các bạn cách để có thể cài đặt cái phần mềm quay màn hình. Quay màn hình nhá. Các bạn sẽ quay màn hình điện thoại ấy, cách để bạn có thể là quay lại những cái thao tác của bạn trên điện thoại để bạn có thể hướng dẫn người khác. Điều này rất tuyệt vời nếu như bạn muốn hướng dẫn người khác làm những thao tác qua điện thoại, đặc biệt cho các thành viên trong đội nhóm của mình, dạy là họ vô cùng dễ. À, các bước như sau, bạn cần phải có một cái app. Cái app này có tên là DU Recorder. Đây này. DU Recorder đây này. Đó. Và bạn rất đơn giản thôi, cái này là miễn phí. Thế là bạn chỉ cần vào App Store hoặc là CH Play. App Store hoặc là CH Play. Đó. Bạn vào và bạn search là DU, cái quả chữ tìm kiếm thế này này. Search là DU. DU Recorder. Đấy, DU Recorder này. Các bạn nhìn thấy chữ chưa? DU Recorder. DU Recorder. Và thực sự thì kích vào ôm mở thôi. Còn của các bạn thì phải kích download về. Download về thì bạn cứ thế download về thôi. Cài đặt nó lên. Cài đặt lên rồi thì bây giờ phần mềm nó như nào? Đó là DU Recorder. Kích vào DU Recorder. Để bạn mở nó lên. Thế nó hỏi là các tính năng này bạn đã hiểu chưa? Kích vào đã hiểu hết. Rồi. Cái điều hay là khi bạn cài được xong cái này rồi thì bạn vô cùng đơn giản thôi, bạn không phải cài đặt gì này, bạn tự tạo người tắt đi. Bạn sẽ vào cái phần nào của bạn, bạn lướt lên trên màn hình điện thoại của bạn ấy. Đây có hai cách để bạn vào bạn quay màn hình. Cách thứ nhất là bạn vuốt từ dưới vô lên. Vuốt dưới vô lên. Thì cái này là trình quản lý ấy. Bạn nhìn thấy ở dưới này có cái chấm đây này. Bạn giữ chặt nó. Bạn giữ nhá. Làm lại này. Bạn để tay vào bạn giữ, bạn để tay vào bạn giữ. Bạn giữ. Tay vào bạn giữ để nó dí xuống để nó bật lên. Thì các bạn phải kích vào âm thanh micro này. Các bạn phải kích vào bật. Âm thanh micro này bạn kích vào bật. Đó chưa rồi, nhầm. Bạn kích vào, đấy, nó phải bật lên như này nhá. Sau đó bạn chọn cái ở trên, được. Chọn, thầy tự khuyên nên chọn là camera roll này. Sau bạn bắt đầu ghi thôi. Bạn đâu sẽ ghi màn hình. Bạn bắt đầu sẽ ghi màn hình, thì bạn kích vào bạn ghi màn hình. Kích vào ghi màn hình. Khi bắt đầu ghi thế này, bắt đầu ghi. Rồi, kích ra. Các bạn làm các thao tác thôi. Làm các thao tác trên màn hình. Trên này nó hiện đỏ đỏ. Chứng tỏ nó đang ghi rồi. Đó, các bạn ghi xong rồi. Thì sao? Bạn kích vào cái đỏ đỏ trên này. Đấy, nó dừng ghi màn hình. Đó, kích vào dừng. Thế là xong. Video đã được ghi vào lưu vào ảnh. Đó, các bạn mở lên bạn xem. Đây này. Đang ghi rồi. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Nhưng bây giờ việc của bạn là có sẵn trong này rồi. 2 giây đây này. Nó có sẵn trong này rồi. Việc của bạn là chỉ cần đưa lên YouTube thôi. Để gửi cho người khác. Đúng rồi. Thì bạn lên vào YouTube. Bạn mở YouTube của bạn ra. Nhưng mà có rất nhiều khi rằng gì ạ? Rất nhiều khi rằng cái video này của bạn có thể là ứng dụng này có thể nhiều lúc hay chập chang tí. Thỉnh thoảng thôi. Là bạn xem ở trên màn hình này thì có tiếng. Nhưng nếu lên ở trên cho lên YouTube thì nó lại bị mất tiếng. Tại vì hai cái thầy dự cứ tạm gọi là hai cái định dạng nó khác nhau nên là cách chắc ăn nhất để bạn ở dưới này có tiếng, xem trên màn hình có tiếng điện thoại rồi nhưng mà lên trên YouTube nó vẫn có tiếng để người khác xem được thì bạn cho nó vào Viva Video, bạn cho cái video đấy vào Viva Video xong bạn xuất ra thì cái file nào mà xuất từ Viva Video ra thì chắc chắn lên YouTube nó sẽ có tiếng. Viva Video. Viva Video thì thầy dự đang dùng cái bản là bản có phí nên là có thể được hơn 5 phút và rất là dài nữa. Còn nếu bạn mà dùng bản miễn phí thì được dưới 5 phút thôi, làm video dưới 5 phút thôi. À, có phí thì phí của nó có 299.000 một năm thôi, sử dụng tẹt ga. Đó, làm sao? Đó thì bạn vào muốn chỉnh sửa này. Viva Video, bản miễn phí cũng được nhá. Cái phần mềm này, cái ứng dụng này là Viva Video. Đó, bạn cho nó vào, bạn chọn nó vào. Vừa nãy là bạn vào thì chỉnh chỗ nào nhỉ? Cứ bỏ này. Vừa nãy là bạn vào chỗ nào? Mở ứng dụng lên, bạn kích vào chỉnh sửa này. Các bạn kích vào cái video nó sẵn ở trong điện thoại của bạn rồi, 2 giây này. Kích vào đây. Đó, bạn cho nó vào đây. Cho nó vào đây. Đó. Các bạn muốn cắt, muốn sửa gì trong này đều được hết. Đúng rồi. Xong bạn kích vào nút. Nếu tuyệt vời hơn nữa thì bạn nên cho cái intro của bạn trước được thì rất tuyệt vời. Nếu không bạn chỉ cần kích vào nút chia sẻ. Đấy. Rồi này, lưu vào thư viện ảnh của mình. Đấy, lưu kích cỡ nào tùy bạn. Thường rất là tùy bạn thì bạn sẽ lại có một cái video nữa nó được trích xuất ra đúng cái trong cái trình duyệt ảnh này của bạn sẽ tìm thấy thôi.
lúc này bạn đăng cái file đấy lên YouTube thì chắc chắn là sẽ rất là ngon. Đó, rất là ngon. Đó, thì cách sử dụng DAW Recorder nó vô cùng đơn giản như vậy thôi đã. Bạn nào muốn hỏi thêm tính năng nào, cần như nào nữa thì comment xuống dưới. Đúng rồi, và đặc biệt xem video này xong thì bạn đang kinh doanh online có sản phẩm nào đó thì bạn post ở dưới. Có thể rất nhiều người đang quan tâm sản phẩm của bạn ấy. Nhớ giới thiệu về sản phẩm, giới thiệu cả tính năng của nó nữa nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn. See you again. Thank you.